Chào các bạn, khi đi du học Malaysia thì chắc hẳn là các bạn thắc mắc và không biết là cái thủ tục xin visa của mình như thế nào. Và hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thức nộp đơn xin visa dành cho sinh viên. Nộp đơn xin visa cho sinh viên thì rất đơn giản và không có gì là phức tạp. Có những cái yêu cầu nhất định mà các bạn cần phải biết, đó là trước khi nộp đơn thì cần có những cái yêu cầu nhất định dành cho sinh viên quốc tế cần phải đáp ứng được cái nhu cầu này. Đó là bạn đã được chấp nhận vào một cái khóa học chính quy tại một cái cơ sở đào tạo của trường công hoặc là một cái trường nào đó ở Malaysia. Và thứ hai đó là bạn phải có khả năng là tài chính đủ để chi trả về học phí cũng như là chi phí sinh hoạt trong cái thời gian bạn học tập tại đây. Và thứ ba đó là bạn phải có sức khỏe tốt và hành kiểm tốt. Thứ tư, bạn chỉ là xin nhập cảnh để đi học mà thôi. Và tất cả sinh viên quốc tế thì cần phải được kiểm tra với cơ sở mà có liên quan để chắc chắn rằng là cái khóa học của bạn là được kiểm định bởi là cơ quan văn bằng Malaysia. Và vậy thì cái cách thức nộp đơn như thế nào? Tất cả các đơn xin cấp giấy phép nhập cảnh của sinh viên thì đều được thu xếp bởi các cơ sở giáo dục Malaysia. Và việc xử lý tiếp theo đó là phê chuẩn và cấp giấy phép nhập cảnh visa sinh viên và được thực hiện bởi là Cục Nhập cảnh Malaysia. Và để biết thêm thông tin chi tiết về cái thủ tục nhập cảnh như thế nào cũng như là thủ tục xin cấp giấy phép ra sao thì các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương qua số điện thoại đó là 3848 4879 hoặc là truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.